Mặc dù không phải là lần đầu sinh con, nhưng lần sinh con tại khoa truyền nhiễm khu vực cách ly của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cao Bằng là lần sinh con khó quên của chị Nông Thị Vân. Bởi đây là lần sinh con mà bản thân chị đang thực hiện cách ly để phòng chống dịch COVID-19. Sự tận tụy chu đáo của ekip đã mang lại cho chị nhiều cảm xúc. Từ lúc chị vào bệnh viện, ấy, chị cũng thấy là các cô và các anh và các chú và các bác cũng chăm sóc chị vẫn là như là bố mẹ chị ở nhà chăm. Chị rất cảm ơn và các anh và các cô và các chú, các bác sĩ và làm sau này làm ăn sẽ tốt đẹp hơn. Gần 20 năm làm bác sĩ sản khoa, bác sĩ Tống Thị Hồng Duyên đã đỡ đẻ thành công nhiều ca, nhưng đây là lần đầu tiên bác sĩ đỡ đẻ cho một công dân đang thực hiện cách ly phòng chống dịch COVID-19. Thấy đây là một cái nhiệm vụ rất là quan trọng và phải đặt cái tất cả tập trung trí tuệ cũng như là đầy đủ tinh thần, nhân lực, vật lực làm sao thuốc men để cấp cứu cho người bệnh được tốt nhất. Và chúng tôi đã làm tốt cái điều đó. Thì khi bệnh nhân đã ở cái giai đoạn ổn định thành công như vậy thì chúng tôi cảm thấy rất là hạnh phúc và hân hoan. Bé gái sinh ra ở một nơi đặc biệt, được mọi người chào đón như một thiên thần nhỏ. Đó là niềm vui, niềm hạnh phúc của gia đình nói riêng, đồng thời là minh chứng rõ nhất cho sự tận tụy của những y bác sĩ trong cuộc chiến chống dịch COVID-19.